Cao tốc La Sơn Hòa Liên có chiều dài khoảng 65 km nối hai địa phương là Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế có khá nhiều xe cộ lưu thông. Theo ghi nhận thực tế trên tuyến này đang có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, đi qua hầm mũi trâu một đoạn là một điểm sạt lở, bùng đất sụp trượt ra đến mép đường dựa. Trong khi đó, theo quan sát từ phía trên có các vết nước, một khối lượng đất khá lớn đang có nguy cơ đổ xuống kéo theo đó là cây cỏ. Đi theo hướng ra tỉnh Thừa Thiên Huế, cách vị trí trên chừng 2-3 km cũng có các điểm sạt lở tương tự có chỗ đất đá ập xuống khiến chân kè bằng bê tông bị bong bể. Ngoài việc cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở, cơ quan chức năng cũng có đặt cọc tiêu và căng dây cảnh báo, nhưng nhiều đoạn đã bị đứt. Theo tìm hiểu, tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên đi qua nhiều khu vực rừng núi, có cảnh quan khá đẹp, nhưng cũng có nhiều đoạn địa hình phức tạp, quanh co, đèo dốc, Cùng với đó là việc đầu tư giai đoạn đầu chỉ có hai làng không có giải phân cách cứng, khiến lái xe nơm nớp khi đi lại, nhất là vào ban đêm. Dự án mở rộng cao tốc đoạn La Sơn Hòa Liên lên 4 làng xe có chiều dài tuyến khoảng 65 km, mới đây đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng vốn dự án khoảng 3.011 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2025.